Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay sẽ là một video về game ca. Game này là Driving Driving Car Simulator, một game giả lập lái xe trên Android. Let's go. Mình sẽ chơi bản free mod này nha. Diệt. Có thử thách này. 1.500 đô. Thử thách 1.500 đô. Ok. Let's go. Trong thời gian 1 phút. Ôi rồi. Thời gian 1 phút. Tại vì một con mất rồi. Fail, try again. Vẫn hoàn thành ngon. 1.500 đô đập bực cát là vệ sinh video đâu à, bực thế. Mình sâu chơi phải tất mạng đi mới được. Xong được không nhỉ? Thank you.
lâu. Ây. À. Khó chịu thật sự. Tí là quảng cáo, tí là quảng cáo.